Chết mẹ, cái mạng mạng yếu là gì vậy? Cái đó mạng yếu là sao? Trời ơi, sao bên nó bị đẹp dữ ta. Bi chào mọi người. Bi chào mọi người mới vô. Mọi người thấy bữa nay Bi ngon không? Ngon style không? Chào anh Bùi Mạnh Linh. Anh chút nữa anh giúp em comment lên để em nói chuyện với mọi người rồi em cho mọi người chào bé. Chào bé Phạm Ngọc Phi nha. Hôm nay là hôm nay bảy bảy sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm nói về trắng da sạch sẽ đẹp đẽ. Chào bé Đỗ Vi. Trời ơi, mọi người thấy bữa nay bảy trang điểm đẹp ghê không? Lâu lắm rồi mới trang điểm đó, chứ thường bữa đâu có trang điểm. Đánh đánh khối. Trời ơi, cái mặt người ta nọng thì người ta phải biết đánh khối mới má. Người ta nọng cái mặt người ta là người ta phải biết đánh khối đánh ư. Đó. Đẹp quá luôn phải không? Nhìn nhìn sang ha. Nhìn sang dễ sợ. Đây. Hôm nay là em ngồi em đây em chia sẻ với mọi người mấy anh chị những anh chị nào mới vô trong cái livestream của bảy bảy lạ quá bây giờ á, chào em, chào mọi người mới vô. Tại bữa nay là bảy để cái điện thoại hơi xa đó nên là bảy không có thấy được comment của mọi người nhiều, tại mắt của bảy yếu. Dạ đẹp lắm phải không? Ừ. Anh Bùi Mạnh Linh ơi, anh có thể chat một cái comment của anh để em có thể là ghim cái comment của anh để bắt đầu em chuẩn bị vô chương trình nói chuyện ngày hôm nay với mọi người chứ không hề. Dạ. Trời ơi, má bảy đẹp á. Bảy nói thiệt với mọi người là bảy thích livestream cho mọi người. Bảy cũng thường đem đến cho mọi người những sản phẩm chất lượng và cũng có vài sản phẩm kém chất lượng, nhưng mà đối với bảy lúc nào bảy cũng thích là những cái chương trình nào mà những sản phẩm nào mà chất lượng thì bảy mới giới thiệu. Hồi đó thì bảy hồi đó giờ chưa bao giờ bảy giới thiệu với mọi người một sản phẩm nào mà không chất lượng nha mọi người nha. Cái gì ra vàng chưa cho thằng thì bảy coi không thấy comment để bảy chạy là bảy coi để bảy chạy là bảy coi sao xinh quá nay ngực to ghê. Ừ đó, thì bây giờ bảy nói nghe, thì bây giờ bảy nói vậy để cái anh Bùi Mạnh Linh ảnh ảnh chán được một cái. Dạ chán lên cái rồi xong rồi bảy nói chuyện liền, bảy nói chuyện liền. Ừ đây, hôm nay bảy sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm rất là được nhiều người nghệ sĩ cũng như những ca sĩ, những diễn viên điện ảnh ở Việt Nam chúng ta rất là tin dùng. Vâng, đó là một 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 sản phẩm mà có thể nói lên tên tuổi và cũng có thể nói lên những cái mà người ta tìm hiểu, người ta tìm tòi. Đây, để nói sơ về sản phẩm này trước khi đến với sản phẩm sơ sơ thì chào bảy ơi, bảy chào nè, bảy chào, gọi tên em đi, gọi cái lộn nè. Đây để bảy nói cho nghe, có nhiều bạn nữ á, cái làn da nó không được trắng rồi. Cái làn da của mấy bạn nữ là không được trắng rồi nha, nhưng mà mấy bạn nữ thường thích á, là mình có thể bọc tông lên để mình sáng rạng hơn, để mình đẹp đẽ hơn, để mình xinh tươi hơn, thì thường là sẽ mua kem trộn 80.000 hũ, hoặc là mua cô gái túp xùm cũng mua cái tùm lum tùm la, cái trộn vô cái là ta kêu là kem trộn đó. Thì mấy cái đó xài là không có được đâu nha, mấy cái xài đó là dễ bị ung thư da lắm đó. Giọng bảy men kia, trời ơi giọng em là giọng hội chợ đó anh. Dạ hết, dạ rồi chào chị bảy. Dạ chào, đây để em nói tiếp. Nhưng mà có nhiều người con gái đó làm biếng xài kem, cứ mỗi lần buổi tối là đi ra đường bắt đầu là xức kem lên một cái là ta nói cái trắng thì trắng đẹp lắm, nhưng mà lỡ như một mà có một chàng trai nào mà thích mình, tự nhiên nắm tay mình một cái, tự nhiên cầm vô cái vụ cái bạc, trời ơi, tưởng là một con lươn đó. Thì em xin giới thiệu mọi người nghe một sản phẩm ngày hôm nay rất là logic và rất là đẹp. Đó, một dòng sản phẩm này á được rất nhiều người nghệ sĩ đang sử dụng và đang rất là nhiều người diễn viên điện ảnh đang PR cho cái sản phẩm này của chúng em ngày hôm nay. Vâng, đây là sản phẩm Skin AF AMC. Dạ đây, sản phẩm này nha, nó có 4 dòng: dưỡng trắng ban ngày, dưỡng trắng ban đêm, ủ trắng và tẩy trắng. Chúng ta sẽ dùng theo thứ tự nha mọi người nha. Đây, đây, đây chủ cái bút là anh Bùi Mạnh Linh nha mọi người nha. Rồi, em đã ghi rồi đó.
mọi người cứ liên hệ với anh Bùi Phan. Phan mọi người, Bảy hơi bị ngứa đầu mọi người. Cái tóc giả này của Bảy hình như là nó hơi bị ngứa mọi người ơi. Đợi Bảy chút xíu mọi người. Bảy hơi bị ngứa đầu. Cái tóc giả này nó hơi bị ngứa quá. Để đợi Bảy, Bảy lấy cho Bảy giải chứ. Để Bảy giải cái là mọi người ngứa quá ngứa. Cái tóc nó hơi bị không được sạch sẽ hay sao đó. Cái nó hơi ngứa mọi người. Rồi để Bảy đổi lên lại. Xong rồi mọi người ơi. Xong rồi. Xong rồi. Dạ. Đây, để Bảy nói tiếp. Chúng ta sẽ sử dụng như cách như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ giữ sử dụng một tiếp kem tắm trắng. Một tiếp kem tắm trắng này, chúng ta, những bạn nào mà muốn trắng, bây giờ mấy bạn đang đen đúng không? Đen đúng không? Đen đúng không? Mấy bạn bây giờ đang đen đúng không? Bây giờ mấy bạn đang đen, mấy bạn đang muốn trắng đúng không? Các bạn hãy sử dụng chai kem tắm trắng. Cái chai kem tắm trắng này mấy bạn rất là dễ sử dụng. Chúng ta sẽ tháo ra. Khi mà chúng ta order về, chúng ta mua về, chúng ta sẽ tháo ra nha. Mình tháo ra, mình tháo cái này ra, mình dục cái bao luôn. Mình dục cái bao luôn mọi người. Nè, nó có tem chống hàng giả nha mọi người nha. Dòng sản phẩm cao cấp đàng hoàng. Đây, sau đó chúng ta mở cái hũ kem tắm trắng ra. Đây, một chai kem tắm trắng của Skin AMS. AMS nha mọi người nha. Xong, chúng ta sẽ mở Ganti ra. Và chúng ta sẽ cho lên làn da chó đẻ này của chúng ta. Quá xấu, quá đen, quá ghê gớm. Đó, đó là một tinh chất màu hồng. Màu hồng nhạt. Nó là tinh chất màu hồng nhạt nha thưa quý vị. Thưa quý vị ngày hôm nay Bảy nè, xin trong. Và chúng ta sẽ massage nó nha mọi người nha. Nè, bây giờ Bảy massage cho mọi người coi nè. Đó, mình massage. Mình chà lên tay của mình, rồi mình massage. Mình massage cho sạch cái kem. Đây là kem tắm trắng, nó có nhiều cái hộp tinh tế lắm. Nó có nhiều cái hộp trong này tinh tế lắm nha mọi người. Mọi người nào muốn mua, sử dụng. Đây, cái loại, mấy bạn mà mua loại mà mấy chục ngàn, trời ơi. Xài là lôi, lôi hết, hiểu không? Mình phải mua hàng là chất lượng. Hàng mà chất lượng thì giá thành nó có rẻ. Nhưng mà xài phải là ok. Dạ. Đó, bây giờ mình chà sát vô, mình tắm mà. Mình tắm là mình phải kết hợp với kỳ cọ. Đứa nào mà không kỳ là ở dơ. Dạ. Đâu ai nói gì nè. Đây, em chà cho mọi người coi. Bây giờ là đây là kem tắm trắng. Mình phải chà, mình massage cái tay mình. Đó, mình massage cái tay mình để cho nó bật tông. Thì trong thời gian này em sẽ nói cho mọi người nghe. Để em lấy cái... Em ho quá. Để em rửa tay em lau ra. Em lau cái tay này của em. Em là mấy cái... Những cái live stream khác á, người ta sẽ bôi cái màu nâu. Cái phấn nâu á. Cái phấn nâu. Nó lấy nó tô lên cái tay đó. Rồi xong cái giả bộ nó tắm tay này. Nó tắm tay này. Xong rồi cái nó chùi da. Nó chùi da cái nó nói, ê bật tông rồi nè, bật tông rồi nè. Xạo. Hàng của mình là hàng chất lượng. Đây. Em thoa nước bên này. Em chà sạch. Em rửa sạch cho mọi người coi trước. Để cho mọi người biết là chút nữa. Em có làm gì đi chăng nữa. Nó cũng bật tông thiệt. Chứ không phải xài phấn nâu phấn ư. Hiểu không mọi người. Em là buôn bán là thiệt tình. Không có quỷ ma trà trộn. Dạ. Dạ, có. Thôi, không hề thuốc gượm đâu nha. Nha, nè, mấy bạn ngồi coi kỹ nè. Mình chơi, mình bán hàng là phải bán theo cái tâm. Đây, em dắt nước cái khăn này. Em chùi sạch lên cái tay này cho mấy anh chị coi. Đây, em chùi sạch lên cái tay này mấy anh chị coi. Không hề phấn nâu nha. Nhưng mà mình bây giờ là mình phải sử dụng cái chai skin. Cái chai này là chai tắm trắng. Cái chai tắm trắng nha mọi người nha. Cái tay tắm trắng này là mình phải sử dụng. Là mình chà sát lên cái tay của mình. Mình chà cho sạch để mình kỳ cọ rồi luôn. Đó, mình tắm trắng cái bàn tay của mình. Đó, mình sẽ chà và massage tầm khoảng 5 phút. Rồi mình sẽ lau lại bằng nước sạch nha mọi người nha. Để cho mọi người xem. Đây, trước khi nói tiếp thì em sẽ nói tiếp về cái phần kem tắm trắng. Cái kem tắm trắng này, dạ. Không, rồi, đây, em nói tiếp nè. Cái kem tắm trắng này, nó có thể giúp cho mấy anh chị tái tạo làn da, đẩy đi tế bào chết. Mấy con đĩ này mà da mà chết chóc da mà thấy ghê, thấy gốm là tẩy đi hết nha mọi người nha. Và đặc biệt, tụi em có chứng chỉ của Bộ Y tế nha mọi người. Sản phẩm của tụi em là có chứng chỉ của Bộ Y tế, của Bộ Y tế Việt Nam cho được phép sản xuất và thông hành khắp đất nước Việt Nam và nhiều quốc gia khác nha thưa mọi người ơi. Y chang mẹ ăn cắp.
tao chưa có con. Nguyễn cái đó đó, mà mày nói đó, đó. Tao pha cái chai đầu liền. Pha cái chai đầu liền. Chưa có con. Chưa một lần biết đẻ là sao luôn, chưa bao giờ đẻ luôn. Nha. Yeah. Đó, sau khi mà chúng ta đã massage khoảng 5 phút rồi, bây giờ anh chùi nè. Bây giờ mình rửa cái tay mình. Mình lấy nước. Ui da, hết hồn vậy. Ai mà chủ nhà, chỗ ta đang lay chim, chỗ ta đang lay chim bán hàng, vô gõ cửa đùng đùng hà, quỷ ma trà trộn. Đợi em xíu, đó mọi người thấy em cực ghê không? Em buôn bán không có bao nhiêu tiền, mà ta rất cực khổ dễ sợ, dắt khăn dắt ơ rồi nè. Đó, bắt đầu chúng ta chùi nha mọi người. Mình chùi cái bàn tay mình. Mình chùi cái tay mình. Mình mới vừa sử dụng cái kem đó mới mấy phút đồng bạc. Làm sao mà trắng được liền, thần tiên cái gì? Phải sử dụng ngày này qua ngày nọ, ngày này qua ngày kia. Mày mọi người biết không, người ta nói một câu là gì? Dục tóc là bốc dục. Đó, mình cái gì cũng phải từ từ. Nhưng mà mọi người hãy quan sát đây. Đó, làn da của chúng ta trắng mịn hẳn ra. Đó, bên đây tế bào chết. Cái tế bào chết đã được lấy đi hết. Còn bên đây tế bào chết còn một nồi đen thùi. Thấy chưa mọi người? Cho dù em có lấy cái tấm khăn này em chùi mạnh cỡ nào đi chăng nữa, em vuột như em vuột cái gì đi chăng nữa, thì nó vẫn phải là màu đen. Tại vì sao? Tại vì nó vẫn còn tế bào chết, thưa mọi người. Dạ. Còn bên đây, tế bào chết đã được lấy đi hết, thì làn da của chúng ta đã được sáng lên một tông, thưa mọi người ơi. Quá giỏi, một tràng pháo tay. Dạ. Chưa tiếp tục phan. Để đọc comment lên sao quá, đọc không tới. Cái gì nè? Cười đau bụng hả? Mua hàng trực tiếp trên livestream phi ship nha các anh chị đó. Các anh chị ơi, các anh chị hãy nhắn tin cho anh Bùi Mạnh Linh. Bùi Mạnh Linh là một chàng trai thư sinh và đẹp trai, muốn quyến rũ đến mọi người con gái trắng trẻo đất nước Việt Nam chúng ta. Các bạn nào mà muốn trắng trẻo hãy liên hệ với anh Bùi Mạnh Linh. Đó, sau khi mà chúng ta đã sử dụng kem tấm trắng này rồi thì chúng ta sẽ đến làm phần gì nữa? Đây, kem ủ trắng với thành phần than hoạt tính nha mọi người. Khoan, hạt tính chứ không phải là than đồng tính nha mọi người. Đây là than hoạt tính đó. Chúng ta sẽ khui cái chai than hoạt tính này ra để coi. Anh mở nắp hộp ra đi coi ở trong có gì, nếu không có gì thì dục mẹ cái hộp luôn đi. À, dục luôn cái hộp luôn mọi người. Dân vâng, và chúng ta đã lấy ra được một ướt cái áo em vậy. Nó đứng ngựa ngựa nhảy nhảy dính vô cái thao nước ướt mẹ cái áo của người ta. Dạ em chào mọi người. Rồi rồi, chưa để em nói tiếp đây. Đây là chai ủ trắng. Đây là chai ủ trắng. Tao quên cái gì rồi nè. Tao quên nè. Khúc này tao quên nè. Cái này là cái kem ủ trắng than hoạt tính mọi người. Trời ơi, em nhớ rồi. Hồi đó giờ em xài. Hồi đó giờ em xài mà em không có nghiên cứu về thành phần của nó. Nhưng mà bây giờ em mới nghiên cứu. Phan, cái vú em rớt đại xíu. Em sửa vú em lại. Rồi, vú em lại cao dung dút nữa rồi. Vâng, thưa mọi người ơi, mọi người nhớ nha, nhắn tin cho anh Bùi Mạnh Linh để được biết tên sản phẩm và được biết sản phẩm như thế nào. Bây giờ em nói trước cái giá thành của nó luôn. Cái giá chai mà kem tấm trắng này là 490.000 đồng và chai kem ủ trắng này cũng 490.000 đồng. Bây giờ em mở ra nha mọi người. Chúng ta sẽ ủ trắng cái tay này. Đúng là than. Bây giờ nó đang màu đen nè. Bây giờ nó đang màu đen. Cái gì mà đen đen mà đụng vô một cái là mở ra trắng tinh. Bởi vì cái công ty này nó sản xuất ra cái than này đúng thời điểm. Bây giờ cái dạng mà than đen này nè, người ta thường xài lắm. Ta xài trong kem đánh răng rồi đó. Ta xài trong cái khẩu trang y tế. Nói chung là mấy cái này là nó cũng hợp pháp, nó cũng hợp vệ sinh lắm nha. Ừ. Điện hửa tự nhiên chửi người ta hà. Đó, bây giờ là bị chùi nha, bị chùi, bị ủ trắng nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thoa cái kem ủ trắng này lên. Cái kem than hoạt tính này chúng ta ủ trắng cái tay của chúng ta. Và bây giờ Bi sẽ ngồi, Bi Bảy, Bảy sẽ ngồi đây nói chuyện với mọi người. Đợi Bảy xíu, Bảy tha hết cái tay của Bảy ra. Bảy là con người nói thật. Chơi mình buôn bán là mình phải thiệt lòng thiệt dạ thì người ta mới mua hen, chứ không phải đâu mà như mà mấy cái đứa mà thoa ba cái màu lên tay rồi bắt đầu cái tự nhiên thoa kem lên cái trắng liền. Lừa đảo đó, nó lừa đảo đó, tin đi,
nó lừa không đó. Đổ má mua về đi, xài đi, đừng lần hai má. Đây, tay của bảy đang ủ trắng nha mọi người. Vâng, để nó tiếp tục. Vâng, và sản phẩm này của chúng em cũng có được giấy phép thông hành và giấy phép sản xuất của Bộ Y tế Việt Nam. Vâng, để em nói tiếp cho mọi người nghe. Các anh chị nào mà muốn trắng những này, này hờ ơi, chú chim non đang bay giữa dòng bão tố. Nếu em mà bay hoài nắng hoài hả con chim? Nếu em lỡ bị đen như một con chim thì em hãy nhớ mua bộ sản phẩm kem tắm trắng và kem ủ trắng của anh Bùi Mạnh Linh, sản phẩm Skin Assurance đó. Dạ vâng, bảy yêu bự dạ. Đây, để bảy nói tiếp cho mọi người nghe. Cái thành phần kem ủ trắng này có rất nhiều vitamin, ví dụ như vitamin B3, B7, B8, B12 và B54 và bơm nguyên tử. Trong đây nó có nhiều, rất là nhiều tố chất và tinh túy để cho mà cái làn da của chúng ta nó đẹp. Bảy nói là bảy không có nói xạo đâu nha mọi người. Nếu mà đây là hồi đó giờ mọi người rất là hỏi bảy là: ôi bảy ơi, bảy xài cái gì mà da của bảy, trời ơi, cái da mặt, da tay, da mình, da mẩy gì nè, nó một màu một vậy mà đẹp đẽ như vậy. Mọi người biết sao không, mình xài cái nào mình phải xài hàng cho tốt. Nghĩ sao mày đi ra đường mày mua hũ kem 70 ngàn, mày đi ra đường mày mua hũ kem 100 gửi 200 mà mày đòi đẹp giống như là ô, mày là muốn đẹp giống như ô kìa, trời ơi, nhỏ này sao xài kem gì đẹp vậy? Nói tới thì than mắt than mỏ. Dạ. Dạ đó, mà mọi người ơi, trong thời gian này tất cả các anh chị nào mà mua một lúc combo 3 sản phẩm, đó chính là một kem tắm trắng, một kem ủ trắng và một kem dưỡng trắng ban đêm hoặc dưỡng ấm trắng ban ngày. Tất cả đều đồng giá, tụi em là siêu thị đồng giá dạ. Siêu thị đồng giá của tụi em là 490.000 đồng. Thưa mọi người ơi, 490.000 đồng. Mọi người mua một combo 4 sản phẩm, 3 sản phẩm như thế này, mọi người sẽ được, ví dụ như mọi người mua một bộ sản phẩm cùng kem dưỡng trắng, quên, kem tắm trắng và một cái thì là kem ủ trắng, thì mọi người sẽ mua thêm một cái dưỡng trắng ban ngày hoặc là một cái dưỡng trắng ban đêm. Ví dụ như mà mọi người mua một cái hũ kem tắm trắng ban đêm chung với hai cái sản phẩm này thì mọi người sẽ được tặng một chai hũ kem dưỡng trắng ban ngày. Còn ví dụ như mà mọi người mua hai hũ này với một cái hũ này thì mọi người sẽ được tặng một cái chai hũ dưỡng trắng ban đêm. Xuất sắc không? Đó. Mà trong thời lượng chương trình của em đang live stream, mấy anh chị nào mà đặt hàng, bút hàng, mua liền tặng ngay tại chỗ, mấy anh chị sẽ được tặng cái phiếu voucher. Cái phiếu voucher này mới ghê nè. Cái phiếu voucher này giảm giá cho anh chị 150.000 đồng cho lần mua hàng tiếp theo. Thấy ghê không? Thấy ở đâu mà bán buôn mà giảm giá mà tinh tế như vậy không? Và đặc biệt là free ship cho mọi người. Ai nói gì đây? Anh Bi hả trời? Ừ, có kem trắng răng không? Dạ, em đang bán kem trắng da. Con đi chó, mày xài kem trắng răng thì bị đi du khác, mà đi chó, đi điên hà bá mày. Đó, thì đây, với những người con gái, em nói mọi người nghe, có nhiều đứa nó gọi điện thoại ban đêm cho em á, những cuộc gọi ban đêm em rất là sợ. Thưa mọi người, tự nhiên em đang bán hàng vậy đó, tự nhiên nó gọi điện thoại, nó hỏi em gì nào: chị ơi, chị bảy ơi, ở dưới em có một đứa kia, nó không thể nào mà xài loại kem trắng được hết trơn ấy bảy. Trời ơi bảy ơi, bây giờ có cách nào để làm cho nó trắng lên không bảy? Kem nói là: trời ơi, kem của chị là kem của bảy bán là trắng hết đó em à, cỡ nào cũng trắng hết em. Thì bảy mới hỏi là tại sao người ta xài kem gì mà không trắng. Nó giờ không, nó bị trời đánh đó mà nó chưa chết mà nó bị đen luôn. Cái thứ mà trời đánh mà làm sao mà bảy mà làm trắng nhẫn được đó mọi người. Bảy sử dụng sản phẩm này dẫn tẩy trắng lại cho nó được đấy mọi người, nhưng mà đó là cãi trời không được mọi người ơi, nên bảy bỏ qua. Đó, câu chuyện của bảy bắt kem là vậy đó mọi người. Dạ không, bạn Thanh Vy nói nè, bạn Thanh Vy nói về hỏi một câu vậy bảy rất là chịu. Bạn hỏi bảy á là xài hết bộ sản phẩm này thì có trắng không, bảy chỉ nói em nghe nè, để bảy nói em nghe. Em mua bộ sản phẩm này về, nhớ phải một cái kem tắm trắng trước. Em tắm để tẩy đi tế bào chết của em. Em chà sát vô để tẩy đi tế bào chết của em. Sau đó,
Sau đó là em sử dụng tới cái phần là kem ủ trắng này. Em ủ khoảng nửa tiếng đồng hồ, da em nó bị bọt tông lên. Nó bọt tông lên. Xong rồi nếu mà em đang tắm ban đêm thì em sử dụng kem dưỡng ban đêm. Còn nếu em đang tắm ban ngày, em sử dụng kem ủ ban ngày. Có hai loại khác nhau. Đặc biệt tại sao người ta dùng một cái câu là kem ủ, kem dưỡng ban đêm, là tại vì sao? Buổi tối, cứ mỗi buổi tối hoàng hôn vừa xuống, ôi, ông mặt trời đang tan sở về nhà, những đàn gà về tổ, thì lúc đó tụi mình cũng đang lon ton chuẩn bị tắm rửa để đi vô ổ, để đi chơi đó. Thì lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta phải trắng trẻo, đẹp đẽ, xinh xắn, phải thật là lông lộn lên, thì chúng ta phải dùng kem. Mà có nhiều bé đi ra đường chơi ban đêm mà cứ tưởng như là con ma sống. Tại vì sao? Xài kem kém chất lượng. Kem kết hợp với mồ hôi, một hồi nó trơm giống như là con cá hoặc là con lươn. Em nói mọi người nghe, bữa kia em đi ra công viên, em đi công viên chơi mà em đang ngồi với một cái bạn đó. Bạn đó là đồng tính nam chứ không phải là đồng tính nữ, cũng không phải là nữ tính. Đó, bạn ấy là đồng tính nam. Thế là em đang ngồi em nói chuyện với bạn đó, thì bạn đó mới nói với em là: anh à, anh có thể nắm bàn tay của em không? Em vừa nắm vô, thưa em, mấy anh chị, em vừa nắm vô thôi, ôi trời ơi, em cứ tưởng em cầm vô một con yêu quái, một con lươn, một con cá, một con trình, thưa mọi người. Dạ. Đây, em đang xài ủ trắng bằng than hạt tính nha mọi người nha. Em đang ủ trắng bằng than hạt tính, em đang ủ cho nó trắng nha mọi người. Em đang ủ cho cánh tay này, bàn tay này trắng trẻo đẹp đẽ, trong vài phút nữa thôi em sẽ chùi ra. Nhưng mà thời lượng chương trình của chúng ta có hạn, nên em đâu phải để ủ hoài. Em ủ hoài thì má nào rảnh ngồi trong đây coi. Dạ. Đây, để em chùi cái tay em đã. Để em chùi cái tay em. Xong. Em nói mọi người nghe. Với như cái bộ sản phẩm này. Với như cái bộ sản phẩm này, em chỉ nói với anh chị nghe một lần nữa thôi. Với bộ sản phẩm này nha mọi người, với bộ sản phẩm này, nếu các bạn sử dụng kem trắng dưỡng trắng ban ngày, các bạn đi ra nắng, có nhiều người bịt trùm kín như một con ninja, ra đường gương mặt đẹp quá, làn da đẹp quá mà che trắng hết trơn thì ai mà thấy mình nữa. Sao mà cua trai không lẽ cua ban đêm mà không được cua ban ngày? Thế là tụi em đã sản xuất ra một loại kem dưỡng trắng ban ngày đấy anh chị. Mấy anh chị đi ra đường, mấy anh chị xài, nó chống tia cực tím, nó chống tia UV, nó chống ánh nắng mặt trời, nó chống ánh nắng phóng xạ, nó chống bụi, nói chung là nó chống hết, nó giống như cái chống xe. Mày để như cỡ nào cái chống xe cũng không ngã được. Chống như chống xe vậy đó mọi người. Dạ, chống hết. Chống tè lẹt mẹ hết trơn. Xong, để khoảng 10 phút nữa đi, em chùi lại cho mọi người coi. Bây giờ em sẽ ngồi đây để em trả lời những câu hỏi của mọi người. Ok, em sẽ tiến sát về màn hình để em trả lời mọi người nè. Rồi mọi người nói gì nói đi. Nói đi. Đẹp quá, xinh gái quá Bi ơi. Đó, cười muốn chết. Mờ quá Bi ơi hả? Sao mờ? Trời ơi, tao nói bãi bữa nay bãi trăng. Rồi nói quá, nói rớt mẹ một rồi rồi. Nói chùi sao chùi mẹ một rồi. Bán bưởi không bị dạ không? Dạ. Chống lầy có luôn. Chống giật chọc à trời đây. Úi giời, rồi đúng mẹ mày rớt mày đi hồi trời đất ơi. Đây. Để bảy nói thêm với mọi người nghe. Để bảy nói tiếp cho mọi người nghe. Sau khi mà mấy anh chị á xài hết 3 bộ sản phẩm, là 3 cái sản phẩm này. Tắm trắng và ủ trắng. Các bạn nhớ nha, trong thời lượng này các bạn nhắn tin cho bạn Bùi Mạnh Linh. Các bạn nhắn tin cho Bùi Mạnh Linh để được đặt hàng. Các bạn sẽ được free ship và được tặng một cái voucher mua hàng đợt sau 150.000 đồng nha mọi người nha. Không phải cái gì nó cứ rẻ tiền là nó sẽ tốt. Cái nó sẽ tốt theo mức giá của nó thôi. Em nói mọi người nghe vậy. Nó sẽ tốt theo cái mức giá của nó bỏ ra. Ví dụ như mình bỏ ra 1 triệu đánh một kia lồi lồn. Được, đúng không? Bỏ ra 2 triệu lấy máu ông đĩ lồn kia. Được. Đó. Ví dụ như mình muốn lấy mẹ ông ta, bỏ ra 2 triệu ai dám chơi. Đúng không mọi người? Đúng không em nói đúng không? Ừ. Đó.
Thì em nói mọi người nghe, tiền nào của nó tiền nào của nó thưa mọi người. Rồi bây giờ là cái thời gian mà ủ trắng của chúng ta đó, hồi nãy giờ là em để ý là nãy giờ em ủ được trắng được 20 phút rồi, thì bây giờ em xin được phép em rửa tay, em rửa cái bàn tay này. em muốn chết trời, sao em ho dữ vậy trời. Thiệt, em buôn bán mà em nói em bán em nhờ cái miệng. Người ta nói làm sao, gió đưa cành trúc la đà, con trai mà buôn bán mà thiệt thà mà dễ mua, me chua thì khế cũng chua, lấy chồng bán dạo cuộc đời te tua. Vậy đó, có cái miệng đi buôn bán mà nói ta nói qua nay ho suốt, ta nói ho gì mà ho dữ trần, ho gì mà ho quá trời ho, ho gì mà muốn ho quá trời ho vậy đó. Đây để em chùi cho sạch đi. Đây, mình sẽ chùi hết cái kem ủ than hạt tính này ra. Đây, trời ơi. Phan, để em lấy thêm cái khăn này nữa, em lấy thêm cái khăn này em lau cho sạch. Trời ơi, ta thấy em bây giờ em rời cho cái da của em đó mọi người, nó mềm như cái da lồn vậy đó. Cái da gì mà ta thấy nó mềm như cái da lồn vậy mọi người. Trời, em không thể tưởng tượng được, chỉ mới có vài phút đây thôi em ủ cái kem này mà cái da em nó mềm như cái da lồn vậy đó mọi người. Má trời, hay cái kem gì mà siêu thần siêu cấp dữ gì ta. Dạ rồi, mọi người nhớ nha, mọi người muốn mua hàng hay là thắc mắc bất kỳ một cái gì đó hay là muốn được tư vấn hàng, mọi người hãy nhắn tin cho anh Bùi Mạnh Linh nha mọi người nha. Dân giờ đây, sau khi em đã ủ trắng thì mọi người hãy coi bàn tay em đi. Học cái này hơi bị chói, để em giảm ánh sáng xuống xíu đây. Đây là làn da của em sau khi ủ trắng. Và đây là tay chưa ủ trắng. Mọi người thấy không? Có một cái sự lớm đớm nhẹ, hai sắc tố nhẹ, do là da em bị nắng thường. Mọi người thấy hai bàn tay để sát nhau không? Trắng mịn hoàn toàn và lớm đớm da. Hồi nãy giờ em sử dụng và em đã làm cho mọi người thấy là không hề thoa bất kỳ một cái phấn nâu nào trên tay em để em xài, mà em test hàng để cho mọi người thấy là em xạo. Nhưng mà mọi người hãy nhìn đi, hai cái màu da khác nhau hoàn toàn. Nó bật lên được một tông, hai tông, rất là sang trọng và rất là đẹp và rất là mềm. Da em hiện tại bây giờ rất là mềm nha mọi người. Rất là mềm, rất là mềm luôn. Nó rất là mịn màng. Da rờ vô mềm, độ đàn hồi, tưng độ. Đó là mọi người muốn coi thử độ thử cái độ đàn hồi của da em không? Trời đất ơi, nó mọi người thấy chưa? Trời đất ơi, nó cái độ đàn hồi quá dữ. Cái độ đàn hồi quá nhiều. Trời đất ơi, tôi nói nó muốn giật bắn người em nè. Thử lên một lần nữa nha mọi người. Trời ơi, đó mọi người thấy chưa? Đó, trời ơi, chết em rồi. Chết em rồi mọi người ơi. Cái da em bây giờ độ đàn hồi quá nhiều mọi người. Cái da em bây giờ cái độ đàn hồi nhiều quá. Em không thể nào mà biết nghĩ tới là cái độ đàn hồi của da em như vậy luôn. Trời ơi. Được, em không biết em để tóc bên nào cho đẹp luôn mọi người ơi. Dạ vâng. Rồi đó. Tiếp sau đó đã, đây. Tiếp sau nữa là chúng ta sử dụng gì? Cambery. Đây là chai dưỡng trắng ban ngày nên em sẽ không sử dụng vào ban đêm. Mà em sẽ lấy cái chai đó, em sẽ lấy chai kem dưỡng trắng body ban đêm. Em sẽ mở chai này ra. Anh mở nắp hộp ra đi, xem ở trong có gì. Nếu không có gì thì anh giục mẹ cái hộp luôn đi. Đây là chai kem dưỡng trắng ban đêm. Và chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là chúng ta mở cái nắp chai này ra. Chúng ta tháo gang ti và chúng ta bóp nhẹ. Lấy một ít kem ra. Rồi sao bóp hoài không ra vậy nè. Rồi bóp hoài không ra luôn đó. Ra rồi nè. Đó, trời lâu ra quá má ơi.
Đây là kem dưỡng trắng ban đêm. Chúng ta sẽ sử dụng lên làn da của chúng ta. Chúng ta, ôi trời ơi, rất là hay thưa mọi người. Mọi người thường thấy những cái kem dưỡng trắng khác á là nó màu trắng, còn cái này nó giống như là lotion. Nó giống như là lotion nha mọi người. Đó là tinh thể trong, không màu. Đó, nó làm cho chúng da chúng ta mềm mịn và mượt mà và trong veo, không hề có một đốm trắng nào trơn. Đó. Và chúng ta sẽ để chút xíu thì nó sẽ khô lại và làn da chúng ta sẽ cực kỳ mịn. Đó. Nha mọi người nha. Tay em hiện tại bây giờ là hai màu luôn rồi đó. Đó. Rất là ok. Em thích những cái loại nào mà lotion như thế này, chứ em không thích những loại nào mà trắng quá, những cái loại nào mà kem trắng. Đó toàn là lưu huỳnh. Những cái đó toàn là lưu huỳnh, những cái đó toàn là những cái sắc tố. Mấy cái sắc tố đó mà tô sắc tố là tố lỗ đầu, là mấy cái đó là không được nha mọi người. Khi mà chúng ta chùi hết cái lớp đó đi thì nó vẫn đen là bình thường. Nhưng đây là cái chất mà dưỡng da. Đây là một cái chất dưỡng. Một cái chất dưỡng này rất là khó tìm. Khó tìm những cái nhãn hàng nào mà bán những cái hàng bằng chất lượng như thế này. Mọi người biết không, đây là dòng sản phẩm của rất là nhiều anh em nghệ sĩ đã đang sử dụng. Rất nhiều người đang PR cho cái sản phẩm này. Tất cả những diễn viên điện ảnh và ca sĩ cũng như là những người rất là nổi tiếng trong showbiz phía nào của chúng ta ngày hôm nay để đến với chương trình để mà thôi em nói như đó thôi, chứ em nói nhiều quá thì mọi người lại nghe, mọi người lại nói em xạo, mà không mọi người lại nói em xạo này xạo nọ nữa. Vâng, và bây giờ anh chị có đặt câu hỏi nào được với em không? Mấy anh chị có đặt câu hỏi nào với em không? Đây em sẽ nói là một lần nữa nha. Tất cả những sản phẩm của chúng em ở ngày hôm nay em giới thiệu đến mọi người đều có chứng chỉ của Bộ Y tế. Đều có chứng chỉ của Bộ Y tế nha mọi người nha. Được phép sản xuất và phát hành cũng như là được thông hành ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Và dòng sản phẩm của chúng em là dòng sản phẩm được đi theo dây chuyền sản xuất của Korean. Korean là nói tiếng Anh đó mọi người biết không? Còn nếu mà chúng ta không biết tiếng Anh thì em sẽ nói qua tiếng Việt, đó chính là Hàn Quốc. Dạ đó, thì mọi người nhớ những sản phẩm về mỹ phẩm nói về Hàn Quốc là quá trời xuất sắc rồi đúng không mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã khen Bi dễ thương. Dạ. Dạ, em giới thiệu với mọi người, em chỉ nói với mọi người nghe nè. Em không có ép mọi người là phải mua sản phẩm khi em quảng cáo cho mọi người biết. Đúng không? Mấy anh chị nào mà thấy mình với em mà có duyên với nhau thì mình ủng hộ. Đó, mà em nói mấy anh chị nghe nè. Có nhiều người á, họ chỉ cần bỏ ra 100 ngàn mua một hũ kem, họ bỗng nhiên họ xài cái họ trắng trẻo, họ đẹp. Tại vì sao? Cái làn da của họ hợp, họ hợp với cái hũ kem đó. Nhưng mà có rất nhiều anh chị ở trong live của em hiện tại đang xài rất nhiều dòng sản phẩm nhưng mà nó vẫn không lên tông da, nó vẫn không đẹp da, vẫn không mịn màng, nó vẫn không ok. Vậy tại sao bây giờ các anh chị không ủng hộ thử để mình coi, biết đâu được, biết đâu được tự nhiên ngày hôm nay các bạn rảnh rỗi, xin ông nội các bạn ngồi coi livestream của Bi, đúng không? Các bạn ngồi coi livestream của Bi rồi các bạn vô tình biết đến anh Bùi Mạnh Linh. Đó, ảnh tung ra dòng sản phẩm này ở Việt Nam của chúng ta. Và dòng sản phẩm này đã được lưu hành ở Việt Nam chúng ta rất là nhiều năm rồi. Nhưng ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến mọi người để mọi người biết, được không? Đó, mọi người hiểu ý em nói không? Mọi người hiểu ý em nói không? Mình hiểu nhau rồi đúng không? Thì đó, em xin được nói với mọi người nữa. Đây, cái dòng chai sản phẩm mà kem dưỡng trắng ban đêm này, nó không phải là kem mà nó giống như là lotion. Em xịt ra một lần nữa cho mọi người xem. Nó giống như là lotion, nó không hề có tinh thể trắng và chúng ta thoa ra nó trong veo. Nó trong veo liền. Tại vì nó không hề có một cái chất lưu huỳnh hay là chì lại mà nói làm sao. Nó là những cái màu son, giống như cái màu môi em nè, sức lên, bám, chùi ra hết. Nhưng mà làn da của chúng ta sẽ bị tối lại sau khi chúng ta không xài cái dòng sản phẩm nữa. Thường là mọi người bị một cái kiểu vậy. Ủa tại sao cái kem gì kỳ vậy? Cái kem gì mà kỳ vậy? Sức lên thì trắng, tắm ra, trôi ra cái nó hết trơn. Đúng không mọi người? Tại vì sao? Sai lầm. Người mua thì lầm chứ người bán làm sao lầm. Nhưng đây, một người đại diện cho các anh chị sử dụng, buôn bán, có tâm, một người dám đứng trước cái màn hình nhỏ xíu
nói chuyện 40 phút đồng hồ để chi, để chi, để giới thiệu đến mọi người những sản phẩm uy tín, những sản phẩm chất lượng, những sản phẩm mà chúng ta có thể dùng, có thể ăn, có thể bóc, có thể làm tất cả để chi, để mình đẹp hơn. Con người đều muốn hướng tới cái đẹp, ai muốn hướng tới cái xấu, mà muốn đẹp, sinh ra mà cha mẹ vô tình, sinh ra đúng ngày, đúng giờ, đúng giấc, trời ơi, một đứa con quý báu, đẹp đẽ, trời ban cho, còn có nhiều đứa, nó sinh ra không ngay ngày, không ngay ngày giờ mấy má, nó không ngay ngày giờ mấy má ơi, nó không ngay ngày giờ, nó sinh ra nó báo cha, báo mẹ, nó sinh ra là quỷ, làm ma cho gia đình, đó. Thì cho dù nó có mua hàng ngàn, hàng trăm hũ kem đi chăng nữa thì nó cũng không đẹp được. Xin lỗi mọi người, em đang like tự nhiên em có điện thoại, khổ dễ sợ đó. Đây, em xin phép mọi người, em nói mọi người nghe, em nói mọi người nghe nè. Trời sinh có mận thì có đào, có trai á thì có gái, cũng có thằng bê đê. Như mấy anh chị ta thường nói, nhưng mà em nói mọi người nghe, nhưng có nhiều đứa BD nó có thể là vô dụng, nhưng mà có nhiều đứa BD nó hữu dụng như em. Em 7, hôm nay 7 giới thiệu với mọi người sản phẩm này rất uy tín và chất lượng. Một dòng sản phẩm chuyên về chăm sóc da dành cho các bạn nam nữ nào muốn xài. Đây mọi người, trời có da em giờ nó mềm nè mọi người, trời nó coi cái da gì mà mềm dữ, trời ơi cái mùi. Em cứ tưởng em lạc vào một cái vườn hoa, em cứ tưởng là em cứ ngỡ là em đang lạc vào một cái vườn hoa hay là một cái gì đó nó rất là ok thưa mọi người. Dạ vâng, đây dòng sản phẩm cao cấp chứ không phải hàng dòng sản phẩm hạ cấp nha mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay chúng em hạ giá, chúng em sẽ bán cho mọi người một hũ kem như thế này, một hũ kem như thế này. Giá trung bình của nó, giá đúng của nó là 490.000 đồng. Nhưng riêng ngày hôm nay tụi em sẽ bán với các bạn một mức giá cực kỳ hấp dẫn, đó là 490. Vâng, 490.000. Dạ vâng. Và cái kem ủ trắng này cũng mức giá là 490.000 đồng. Em hôm nay cũng bán cho mọi người là mức giá là 490 thưa mọi người. Và đặc biệt hơn là kem dưỡng trắng ban ngày là 490.000, em chỉ bán cho mọi người 490.000 đồng thưa mọi người. Và kem ủ trắng ban đêm này trị giá là 490.000 đồng, em cũng bán cho mọi người 490. Và đặc biệt hơn, các anh chị mua 3 sản phẩm như thế này: kem đánh trắng, kem ủ trắng và kem dưỡng trắng ban đêm hoặc ban ngày, mấy anh chị sẽ được tặng một kem tắm, kem dưỡng trắng ban đêm hoặc ban ngày trị giá 490.000 đồng. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, riêng cái ngày hôm nay nè, riêng cái ngày hôm nay thôi, mấy anh chị nào mua một hũ kem, một cơm bột như thế này, mấy anh chị sẽ được tặng một cái voucher, một cái voucher nó trị giá là 150.000 đồng cho mấy anh chị mua hàng đợt sau khi cái like này. Mấy anh chị nào muốn thắc mắc về sản phẩm, muốn mua hàng, hãy nhắn tin cho anh Bùi Mạnh Linh. Còn bây giờ chương trình livestream trực tiếp buôn bán hàng của em đến đây là hết rồi. Em xin chúc các bạn sẽ có một ngày mua hàng thật là thông minh, và đặc biệt hơn là làn da của Bi rất là đẹp, đã bọc tông rồi nha mọi người. Và em chỉ muốn nói với mọi người một lần nữa, hãy tin dùng những sản phẩm mà Bi giới thiệu. Nếu Bi mà bán hàng giới thiệu cho mọi người những sản phẩm không ok, mọi người sau này đừng có like của Bi nữa. Vậy đi! Ừ! Rồi, bye bye mọi người!